Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, tên Lindo. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog. Ok, thì clip hôm nay mình sẽ review nút bạc về rồi các bạn ạ. Mình đã gửi từ Việt Nam sang, chờ khoảng 4 tháng, bây giờ mới nhận được nút bạc. Đấy, thì bây giờ mình sẽ review nút bạc và ăn mừng nút bạc để bây giờ chỉ có mình và Lindo thôi. Tại vì mấy anh khác là đi làm hết rồi. Ok, Victor đi, phải đi thì đang đi có chút việc. Mình đã giao cho đi có chút việc nên không thể vào video được. Thì mình sẽ review cho hai anh Dan, phải đi và Victor đi xem sau. Thì bây giờ cho anh Lindo xem, để xem phản ứng của Lindo nhá. Okay. Cái này, cái nít này, đây, đây rút bạc đây các bạn ạ, đấy. Mình chưa bóc nhá. Thì tí bây giờ mình nói với Lindo. Cái nít này. Cái này gì? 1 triệu quan. Ok. Là 40 triệu. Là mi 20 triệu, tao 20 triệu là mi 500.000 quan, tao 500.000 quan đấy. Hả? Không nữa, không nữa. Okay. Không nữa, okay. Không nữa. Tao giờ là mình ngất rồi này. Mở ra là mi ngất luôn. Thế. Ok. Mở ra là Linh nó ngất luôn. Chắc chắn là Linh nó ngất luôn. 1 triệu quan rất là nhiều các bạn ạ. 40 triệu. Thật không? Thật. Lại tao không lừa. Ok. Ok. Ngồi ở vững nhá. Ngồi ở vững nhịn ngá đó. 1 triệu quan là ngá nè. Ok nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ mở nút bạc và review cho anh Lindo xem. Cũng như lần đầu tiên, cũng như mình cũng lần đầu tiên xem nút bạc, không biết như thế nào cả. Đấy, bây giờ mở ra nhá. Ok. Ngồi cho vững này, ngồi cho vững cái ngá này. 1 triệu quan rồi, 1 triệu quan này. Ôi giời ơi, cái này phải mày không? Đây các bạn ạ, ok chưa? Đây là tem, tem này là địa chỉ của mình để mình gửi sang đây. Nút bạc này là gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Và về Việt Nam, mình người nhà mình chuyển sang châu Phi. Đấy, rất là mệt các bạn, khó khăn. Ok, thì bây giờ mở review nhá. Lần đầu tiên mở nút bạc. Trời phải mày thôi. Mày không nhìn thấy. Tiền. Một tiêu quan đây, coi ngất rồi này. Mày đây à? Mày đây mà mày à? Mày rồi. Này, YouTube này. Mày. Cho 1 triệu quan. Đây này. Đấy, mình cắt hộp nha các bạn. Hộp này là hộp bình thường, hộp của YouTube. Đấy, bây giờ đây, đây là phiếu nhá. Đây là phiếu của YouTube. Đây. Đấy. Đây là giống thư chúc mừng. Đấy, chúc mừng bạn đã được 100.000 subscribe. Mình không biết tiếng Anh, ok. Rồi, bắt đầu mở nhá. Trời ơi. Cái gì? Mày mua đây. Đấy. Ok, quá tuyệt vời. Đây các bạn ạ. Đấy. Nút bạc. Đấy. Nút bạc. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp đúng không? Bạc. Cái này có cái bạc thật không? Có làm gì? Cái này nhôm. Làm gì chưa? Nhôm mà các bạn ạ. Cái này nhôm. Và cái này ngoài này là nhôm. Và có dòng chữ là Quang Linh Vlog. Okay. For practicing 100.000 subscribe. Ok thì nút bạc này cũng rất là bình thường. Nhưng mà đây là một phần thưởng cũng như một danh hiệu gì đó tặng tặng cho team Quang Linh Vlog. Thì cũng cảm ơn YouTube và các bạn rất là nhiều. Này, cầm lên này, xem này. Cái này là bằng nhôm. Cái này bằng kính. Cũng mình tưởng bạc thì bạc. Chết. Đang đây, cái gì mày? What?
Ôi, sao thôi. À? Mốc rồi các bạn ạ. Chơi dài thôi. Cái này nhôm. Cái này mày. Không. Đang cầm em hành à. Đang cầm một cái này nhôm các bạn ạ. Trời, chết rồi. Các mẹ, đây, xem đi. À, vâng. Chưa biết cái này. Ở chưa biết cái này là giống như cái kính nhá. Cái cửa nhôm mà, cửa nhôm mà. Cửa nhôm. Giống như sừng sừng nhôm mà đây. Cái gì? YouTube đấy à? YouTube cho. Quay video hả? YouTube cho. Yeah. Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Đẹp đi. Bạn được 1 triệu quán ạ. Bạn... Mình bán hả? 1 triệu quán, bạn 1 triệu quán, biết có bán không? Có bán đi lịch tiên. Nhưng mà không biết cái gì. Cái này bằng vàng, bằng bạc. Bằng vàng hả? Bằng vàng hả? Đẹp gì? 1 triệu quán hả? Ừ, 1 triệu quán, tao mua 1 triệu quán hả? Thất đất, đất thì đất lắm. Nói chung là cái nút bạc này thì cũng làm bằng nhôm. Và có khắc tên Quang Linh Vlog 100.000 subscribe YouTube. Và có kính, cái này là nhôm ép lên, cũng rất là ok. Thì tí mình sẽ review cho Freddy và Victory và mấy anh đang làm xưởng đá để xem. Lần đầu xem nút bạc thì người dân châu Phi thì cũng không biết YouTube về mấy ấy. Ở đây Angola có biết YouTube nhiều không? Ít. Nhiều người ở Angola không biết YouTube đâu, tại vì mạng xã hội bên này rất là kém phát triển. Điện thoại thì không vào được internet, có người có điện thoại xịn, có người có điện thoại không xịn, là internet mà cũng mạng 3G và mạng wifi, nạp tiền cũng rất là đắt, 1 tháng 2 triệu. Trời. Kém phát triển lắm các bạn ạ. Không phải là như các bạn nghĩ đất nước này phải phát triển nhanh hay là phát triển chậm gì đâu, kém phát triển chậm hơn Việt Nam và Trung Quốc 40 năm. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắt và tí mình sẽ review cho tất cả anh Đen xem và thưởng thức những cái món quà của YouTube và cũng như các bạn ủng hộ trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì nhân tiện đây thì mình cũng muốn nói vài điều với các bạn. Đó là nhiều người cũng comment dưới phần video và tìm Facebook mình inbox để hỏi những vấn đề của Lindo. Tại sao anh này biết nói tiếng Việt và cơ duyên nào gặp anh này, thì bây giờ mình sẽ cho anh này nói và mình sẽ dịch lại cho các bạn hiểu thêm để các bạn hiểu về anh này. Tại vì anh này cũng mới từ quê về lên thành phố làm cho mình 1 tháng. Thì cách đây 1 năm trước mình với anh này đã đi làm công trình và cũng dạy anh này rất là nhiều tiếng Việt. Thì bây giờ anh này mới lên để làm việc video và cũng như làm mấy công việc khác. Ok, thì bây giờ là mình sẽ Lindo sẽ nói tiếng Nghệ An, tiếng miền Trung, tại vì mình cũng là người miền Trung nên nó dạy tiếng Việt thì cũng lai giọng miền Trung, không thể nào mà nói được tiếng Bắc và tiếng Nam gì đó được, thì các bạn thông cảm nhá, nói thật chấm nhá. Okay. Chấm. Okay. Ok thì nói luôn là nhà rồi là vợ con gì chưa, hay là bố mẹ bao nhiêu tuổi, vậy là làm việc ở đâu, nói hết. Đấy. Em tên Lindo. Em có 27 tuổi. Mẹ bố khỏe. Mẹ có 58 tuổi. 58 tuổi, 58 tuổi. Dạ. Bố có 72 tuổi, 72 tuổi. Bố có 72 tuổi. Nhưng mà em lên đây luôn đó. Thành phố, lên đây thành phố làm. Làm nhà. Nhưng mà là sao? Quản lý giúp em quản lý bài tiếng Việt, dạy tiếng Việt. Đấy, cách đây khoảng 1 năm trước mình và anh Lindo này gặp nhau, đó là mình làm xây nhà và xây dựng ấy, nên anh Lindo xây nhà thì mình cũng làm với Lindo công trình ấy, công trình như kiểu xây nhà ấy. Đấy là
gặp nhau và mình làm với anh này cũng được 3 năm và dạy tiếng Việt cho anh này cũng 3 năm. Sau đó anh này về quê thì mình bắt đầu chuyển sang hướng kinh doanh là trường đá cách khoảng 2 năm rồi. Thì bây giờ anh Lindo mới lên và tìm công việc nhưng mà công việc không có, thì bây giờ mình sẽ cho làm video và làm mấy thứ vật vật cũng rất là ok. Có vợ con đi chưa? Nhiều người thắc mắc lắm. Có vợ con đi chưa? Nhưng mà ở nhà em chưa có vợ. Chưa có vợ, em chưa có vợ. Nhưng mà chưa có vợ, bây giờ là chưa có vợ. Bây giờ là chưa có vợ. Bây giờ chưa có vợ là em có một con. Có một con, có một con trai à? Con trai à? Con trai. À con trai, mấy tuổi? 3 tuổi. À. Dạ. Vợ em đi chung không bò, vợ bò. Vợ bò đó, vợ bò. Vợ bò đi. Vợ bò đi. Lúc mày đến lúc mà mày tuổi? Vợ bỏ đi lúc mi mày tuổi? Chà, quên rồi. 18 tuổi hay 19 tuổi? Quên rồi. Vợ không mày tuổi á? À? Không, mi mày tuổi là vợ đi. Nhưng mà 22 tuổi, 22 tuổi à? 21, quên. 22 tuổi đi. 22 tuổi là 5 năm trước. Đúng rồi. 5 năm trước. Đấy, 5 năm, bây giờ là mình dịch lại nhá. Anh Lindo đã có một vợ và một con, nhưng mà cách đây 5 năm trước thì vợ đã bỏ đi, thì anh Lindo lúc đó không có gì và cũng không có việc làm và cũng không có, nói chung là không có gì nên là vợ bỏ đi. Bây giờ xã hội nó kém lắm, có ý thức nó kém nên là mình cũng không muốn nói nhiều về vấn đề là con gái ở đây. Thì nói chung là anh Lindo đã có một vợ, một con. Cách đây 5 năm trước, anh Lindo 22 tuổi, bây giờ là 27 tuổi rồi. Lúc 22 tuổi thì vợ đã bỏ đi. Lúc đó Lindo không có gì, nói chung là không có gì. Thì để lại một con trai 7 tuổi, bỏ vợ bỏ đi. Thì anh Lindo sẽ nuôi từ bây giờ đến hết cuộc đời. Là anh Lindo sẽ nuôi em nhỏ, con của Lindo 7 tuổi. Đấy, thì cũng rất là khó khăn. Người dân châu Phi cũng rất là khó khăn. Rất là nhiều người khó khăn. Ở quê lên thành phố làm ấy, chỉ muốn là có đồng tiền để gửi về nhà và làm nhà đẹp. Không phải đẹp nhưng mà nhà để ngủ và mưa không có giọt nào vào thì rất là ok. Thì rất là nhiều thứ để phải lo cho gia đình, con cái. Thì mong các bạn đừng có chửi bới gì mấy anh, cũng như đừng có chê bai gì. Mình cũng sống đây rất là lâu nên môi trường sống mình quen rồi. Nên là các bạn đừng nói là nhớp hay là dân nghèo, là nói chung là đừng có nói mấy câu đấy. Nó rất là thiện cảm. Thì các bạn xem video thì mình cũng tạo cho các bạn những tiếng cười. Ok, thì mình nói thật luôn, đó là mình tạo ra những video thật là hài hước và làm video cho các bạn cười, để các bạn giảm stress để sau những giờ làm việc mệt mỏi ấy. Thì nói chung là tất cả anh Đen này cũng là người con xa quê, xa quê hương lên thành phố. Mình cũng như vậy, mình là người nước ngoài cũng rất là buồn và có những nỗi đau mà không thể nào mà nói ra được. Thì mong các bạn xem video giúp các bạn giảm stress và sau những giờ làm việc mệt mỏi thì rất là các bạn phải cảm ơn những người tạo ra tiếng cười cho các bạn. Tại vì những người đó là những người buồn bã và có nhiều tâm sự, không biết tâm sự với ai. Nên các bạn xem video cảm thấy hay thì các bạn giảm được nhiều stress. Và đừng có để lại những lời cay đắng và cho những người tạo video rất là khổ và tâm trạng rất là nhiều. Ok, thì qua đây thì Lindo cũng đã nói ra cho các bạn những thắc mắc. Mình thấy cũng rất là nhiều comment tại sao anh Lindo nói tiếng Việt và cũng biết tiếng Việt, cũng đọc được nhanh như thế. Tại vì anh Lindo cũng rất là thông minh, nói chung là một từ là thông minh hơn mấy người khác. Thì IQ anh này cũng rất là cao, tại vì học rất là nhớ rất là nhanh. Thì cái đó cũng rất là tuyệt vời. Ok, qua clip này mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mấy anh Đen cũng như ủng hộ mình. Thì nút bạc này mình sẽ giữ lại và sau đó mình sẽ cố gắng lấy thêm nút vàng nữa để phát triển thật là mạnh bên châu Phi này.
cũng như là tạo ra những video thật là hay cho các bạn giảm stress và thật là ý nghĩa. Xem y video có những clip thật là ý nghĩa và thật là hài hước cho các bạn giảm những stress và cũng như cho các bạn hiểu thêm về cuộc sống ở châu Phi. Ok, qua clip này mình cũng dừng tại đây. Chắc các bạn cũng hiểu về Lindo một phần nào đó thì mong các bạn thông cảm nhá. Ok, thì qua clip này mình cũng cho Lindo nói vài câu. Có cảm ơn gì không? Cảm ơn các bạn hay gì không? Cảm ơn các bạn là xem video. Em thích xem video, em thích làm đây. Quay video. Đó. Em làm đây là tốt. Đó. Ok, thì mình cũng dừng clip tại đây. Thì nếu các bạn thấy hay cho mình một like nhé, share và đăng ký kênh Quang Linh Vlog để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn. Chào các bạn.